để mình quay gần cho các bạn xem nghe, cái tiếng xèo xèo đã tai lắm luôn á. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là món cơm thấu nha. Cái món cơm thấu này ăn rất là ngon. Tại sao mình nấu trong thấu? Bởi vì cái hương vị mà mình nấu trong cái thấu á, nó sẽ thơm và ngon hơn là mình nấu trong cái nồi cơm điện. Bạn có thể dùng nồi này hay là nồi đất này. Nói chung nhà mình có nồi đất nào á, thì mình dùng loại đó nha các bạn. Hôm nay thì mình dùng loại này. Để làm món cơm thấu này rất là đơn giản luôn. Mình còn có gạo. Gạo này mình có là 2,5 cup, tương đương với lại 380 g. Mình vo thật sạch, sau đó mình ngâm, rồi mình đổ ra cái rổ cho nó ráo nha các bạn. Thì khi mà mình ngâm cho nó nở, khi mình cân nó lại là nó là 500 g ha. Lúc mình chưa vo gạo, chưa có ngâm thì là 380 g. Ở đây mình có 3 cái đùi gà. Bạn có bao nhiêu, giống như cho 2 đùi gà, 3 đùi gà, rồi mình cho đồ biển, tôm, mực gì cũng được, mình thích ăn gì thì mình cho vào. Ở đây mình có một cây lạp xưởng mai quế lộ. Cà rốt mình có khoảng 1 muỗng canh để cho nó đẹp mà ăn cũng cho bổ luôn. Và ở đây mình có tỏi, tỏi phi á, là mình còn có 1 muỗng canh tỏi băm, và mình phi với lại 2 muỗng canh dầu ăn để cho nó thơm á các bạn. Ở đây mình có dầu mè mình dùng hiệu này, made in Japan ha. Đây, mình cho các bạn xem. Đó. Dầu mè loại này rất là thơm. Và đây là nước sốt bò lúc lắc mình có chia sẻ rồi các bạn. Mình hay làm nước sốt và mình để trong hũ như vậy, mình để dành mình xài mấy tháng luôn. Đó là đơn giản lắm. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha. Dùng cái nước sốt bò lúc lắc á, bạn nhớ quậy nó lên dùm cho mình nha. Mình cho vào đây 1 muỗng canh. 1 muỗng canh tương đương với lại 15 ml. Tỏi phi á, mình cho vào đây. Đó, một ít, khoảng 2 muỗng cà phê tỏi phi. Rồi bây giờ mình trộn nó lên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái nước sốt này là vừa xào được nè, làm phở áp chảo bò lúc lắc nè. Rồi mình vừa ướp thịt như vậy mình nướng ngon lắm. Hay là mình xào á các bạn. Nếu mà bạn ăn dầu mè được, bạn không có dị ứng với dầu mè, thì mình cho vào đây nửa muỗng cà phê dầu mè. Mình trộn đều nó lên. Và mình ướp ở đây khoảng 15-20 phút. Nếu mà bạn có thời gian thì bạn ướp 1 tiếng, còn không thì mình ướp cách đêm cũng được. Còn nếu không có thời gian thì không sao, mình cứ ướp 15-20 phút cũng được rồi nha. Giờ mình để nó qua một bên, mình đi nấu cơm. Ở đây mình cho 2 cọng lá dứa vào. Bạn không có lá dứa cũng không sao nha. Nếu mà có lá dứa thì cái gạo của mình nó sẽ thơm hơn á. Và mình cho nước vào đây. Đó, mình cho đúng 2,5 cup nước vào đây. Bởi vì mình đã ngâm gạo rồi nha các bạn, cho nên mình không có cho nhiều nước. Khi mà mình cần thì mình sẽ cho thêm. Bởi vì gạo thì cũng tùy hiệu nữa, cho nên là bạn đừng có cho nhiều quá, nó mất công nó bị nhão nha. Khi mà mình thấy nó khô mình có thể cho thêm nước. Sau đó mình đậy nắp lại nha. Và mình mở lửa lên. Bây giờ là mình mở lửa, thí dụ mình có 9 số thì mình mở lửa số 7 nha. Trước hết là mình mở cho nó sôi trước. Các bạn lưu ý khi mà nó bắt đầu nó sôi lên á, nó sẽ trào cái nước ra ngoài á, mình dặn lửa nhỏ lại. Ví dụ nãy mình dùng số 7 phải không? Bây giờ mình dùng số 3 thôi nha. Rồi, sau khi mình nấu, từ lúc mình mở lửa các bạn, mình mở bật cái lò lên cho tới bây giờ là được 6 phút rồi đó. Thấy cái hạt cơm á, cái nước cũng nó cũng cạn á, mình bắt đầu mình cho thịt vào đây nha. Thịt á, bạn đừng cắt bự to quá, vừa đủ thôi. Miếng vừa ăn thôi. Lửa hiện tại là mình để rất nhỏ nha, khoảng số 2 nha các bạn. Và mình cho lạp xưởng vào đây. Mình thích ăn gì thì mình cho vào, có tôm, có mực gì đó mình cho vào nha. Rồi, và mình cho củ cà rốt lên đây luôn. Một ít dầu tỏi phi lên đây. Wow, hấp dẫn chưa? Và mình cho một ít dầu vô đây các bạn nè, dầu chung quanh đây nè, chung quanh cái nồi á. Rồi đó, đơn giản các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại nha. Thì hồi nãy giờ từ lúc mà nước mình mở lò lên tới bây giờ á, là được tính luôn, mình bỏ thịt vô luôn là được 7 phút rồi đó. Bây giờ mình nấu thêm nha các bạn ơi. Bây giờ là mình đậy nắp lại và mình nấu với lửa số 3. Thì tùy theo cái lò lửa của bạn mạnh hay không, mình nấu lửa số 2, số 3 gì đó.
và mình nấu khoảng 13 phút là cái thịt gà của mình nó sẽ chín nha các bạn. Thịt gà hôm nay mình mua là loại gà công nghiệp, cho nên là thịt gà rất là mau chín. Nếu như bạn mua gà dai hay gà đi bộ thì nấu sẽ lâu hơn. Rồi bây giờ sau 13 phút rồi nè, mình gỡ ra nha. Wow, nóng quá, quá đẹp luôn các bạn ơi. Thịt bây giờ 13 phút là thịt gà nó đã chín rồi nha. Nếu như bạn nào mà thích ăn cơm cháy đi thì mình để lâu một chút và mình dặn lửa cao lên số 4, số 5, thêm 2-3 phút nữa thì nó có cái lớp cơm cháy ở phía dưới nha. Đó, các bạn nghe tiếng kêu là lách cách không? Đó là cái tiếng kêu của cơm cháy đó các bạn. Khi mà mình cho một cái lớp dầu chung quanh cái nồi thì cơm mà nó chín á, nó sẽ có những cái tiếng kêu như vậy nè. Hấp dẫn chưa? Bây giờ là mình đang mở lửa lên số 4 và mình nấu thêm 1 phút nữa để cho nó có cái lớp cơm cháy ở phía dưới á. Rồi sau khi mình nấu 1 phút rồi đó, mình cho thêm, nếu mà bạn thích ăn tỏi phi, còn miếng tỏi phi nãy mình phi á, mình cho lên đây luôn. Và bây giờ mình tắt lửa nha. Bắt đầu khi mà mình ăn á, mình mới cho sốt vào. Cái nước sốt bột lúc lắc nha các bạn. Trước khi mình dùng mình nhớ quậy lên. Cho khoảng 30ml nước sốt vào đây thôi. Tại vì khi mà cần nữa thì mình cho thêm, đừng cho nhiều quá nó mặn nha. Xèo xèo ngon quá. Tí xíu hành lá lên. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Cơm thố gà với lạp xưởng. Người ta còn gọi là cơm thố gà. Trời ơi các bạn nhìn nè. Hấp dẫn chưa? Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Ôi, các bạn nhìn cái hạt cơm nè. Đó. Ngon với sợ chưa nè. Chuẩn miếng cà rốt lên đây. Đây, nhìn hấp dẫn chưa? Mời các bạn nha. Nóng. Vừa ăn lắm các bạn ơi. Rất là thơm luôn, béo béo thơm thơm. Cái món này nè các bạn, là người ta trải lên cái giấy á, cái giấy mà giấy gói đồ ăn á các bạn. Người ta trộn hết cái này lại và cho ớt lên nữa. Trời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ ăn cái thịt nha, cái thịt gà nè. Cái này nó có cái gân nè, ăn nó giòn giòn ngon lắm luôn. Nhìn nó mứt rượt à. Mời các bạn nha. Thịt gà ở trong nó mượt mà, rất là ngon luôn. Không có bị khô. Cái vị vừa ăn ngon với sợ luôn á. Ăn cái này á, là ngon nhất là mình trộn nó lên. Đây là miếng cơm cháy nè các bạn. Đã ghê. Giòn rụm luôn. Cơm á, mà mình nấu cái kiểu như vậy nè các bạn, cái hương vị của cái hộp gạo của mình nấu ra nó hoàn toàn khác hẳn với cơm trong nồi cơm điện. Nó thơm hơn và nó ngon hơn. Cái gia vị nó thấm đều như vậy nè, ăn rất là ngon luôn. Nhất là cái gà các bạn, khi mà nó tươm cái nước gà trong cái nồi cơm nè, mình nấu ra nó quyện vô trong với gạo á, gia vị đồ. Ôi nó ngon, nó rất là thơm luôn. Phải nói là trên cả tuyệt vời luôn á. Món này các bạn thấy đơn giản chưa nè. Tối qua nằm trên giường và mình xem những đồ ăn ở trên toàn cả thế giới, và có xem cái video về vỉa hè á các bạn. Video đó nói về cơm thố ở ngoài vỉa hè đó, người ta bán rất là đông khách. Và sau đó là mình lấy cái ý tưởng đó mình làm cái món này. Wow, phải nói là mình rất là thích luôn. Mình muốn chia sẻ với các bạn gần xa để có một món ngon nấu cho gia đình và lạ mới nữa. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè.
Nếu như bạn có thắc mắc gì, xin để comment ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông và bấm vào chữ O, tức là tất cả đó, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới hay là mình bỏ những cái post về sale, về giảm giá rồi các bạn, nó sẽ thông báo cho các bạn biết. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.